Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn buổi thứ hai để làm việc với VIM. Ở đây mình có soạn thảo một số những cái bài học ngày hôm nay thì là gồm 5 bài, 5 cái chủ đề chính: insert, delete, append, prepend và exit. Ở đây sẽ là mới ban đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn là delete đi, insert đi. Khi mà mình muốn insert vào một cái dòng nào đấy thì là mình sẽ bấm phím Y, nó có nghĩa là nó bật insert ở ngay trước cái từ khóa mà con trỏ chuột chỉ vào đó, bật chế độ insert. Đây mình có thể là viết một số những cái cụm từ. Nếu thoát khỏi chế độ insert thì mình phím ESC thì mới thoát đấy, thì là nó sẽ thoát khỏi cái chế độ đó. Nếu mà mình muốn quay trở ngược lại lúc chưa insert thì là mình sẽ phím U. Nếu mà U phát nữa thì nó sẽ là quay trở lại cái thời gian thứ hai mà mình đã bắt đầu làm việc thời gian trước. U phát nữa thì nó sẽ quay trở về cái trạng thái thứ ba đó. Còn Shift U thì là nó sẽ quay trở về lúc file ban đầu và hiện trạng mình chưa chỉnh sửa. Nếu mà mình muốn bật chế độ insert vào đằng sau cái con trò chuột này thì mình bấm phím A. Đó, thì mình biết đây. Con trò chuột mình vừa để ở cái phím để ở cái ký tự đô la. Đó. Mình EC và quay lại. Nếu mà mình muốn thêm một đoạn text ở phía sau của cái dòng này thì mình bấm phím Shift A. Đó, Shift A đó là append đằng sau. Ok. Đó. Còn nếu mà mình muốn insert ở đầu file thì mình bấm Shift Y. Đầu dòng thì mình Shift Y. Ok. ESC. Đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm phần delete. Ở đây thì nó có những cái quy tắc là D number E, tức là viết tắt của chữ N, và D number W là words, tức là từ. Ok, ở đây thì mình thử với những cái dòng comment này. D W đó là mình đã xóa một từ rồi. DW đấy, bạn bấm liên tục một chút thì nó sẽ có hiệu quả hơn. DW đó, lại xóa từ nữa. DW mình muốn xóa ba cái từ khóa này thì D3W. Ok, thì nó lấy lúc bây giờ thì nó sẽ chỉ còn dấu chấm thôi. Nếu mà mình muốn xóa từ đầu cái con trỏ chuột đến cái cuối cùng thì mình bấm phím D đô la thì là nó sẽ xóa hết từ vị trí con trò chuột đến cuối dòng. Nếu mà mình muốn xóa từ cuối dòng đến đầu dòng chẳng hạn thì mình D0. Ok, đây là nó sẽ là xóa hết cả dòng này đến đầu. Nếu mà mình muốn xóa khoảng đâu 2 từ trong cái dòng này thì mình sẽ nhấn phím là D2W. Đó, nó sẽ xóa cái display và chữ A nữa. Rồi. Nếu mà mình muốn xóa là khoảng đâu và con trỏ chuột là sẽ trỏ đến cuối dòng D2E. Đó. Cuối dòng của cái từ A, tức là cái khoảng trắng. Đó, đó là cái quy tắc của cái chế độ delete này. Ok. Ngoài ra thì mình cũng giới thiệu thêm các bạn là copy paste, copy and paste. Copy and paste thì nó cũng có những cái quy tắc giống y như delete thôi. Delete thì là D number và chữ E hoặc là chữ W. Còn này thì nó Ví dụ là mình muốn copy một đoạn từ đầu dòng đến cuối dòng thì mình y $ đó, đấy là mình đã copy được đấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ p đó, nó sẽ paste những cái dòng nào mà những cái gì mà mình copy liên tục. Bạn có thể là $ bạn cắt $ dd bạn cắt một dòng và mình sẽ insert lại, paste lại là bằng chữ p, y là copy và p là paste. Đó, nếu mà mình muốn copy cái từ cái dòng này đến cuối thì y e đó, y e đó, thì mình sẽ copy được cái từ này và mình quê đó. Các bạn thấy là mình đã copy rất là chuẩn xác. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái chế độ VIM mode này. VIM mode, chế độ này rất là có hữu dụng khi mà bạn cần copy một số lượng lớn các từ, các dòng đúng cái vị trí mà mình yêu thích. Mình sẽ bấm phím V để là mình sẽ bật chế độ VIM mode. Mình sẽ dùng con chuột HJKL để mà mình copy, ví dụ là mấy từ này, mấy cái dòng này. Phím khi mà mình bôi đen được, bôi mờ được khoảng đâu 4 dòng này, mình sẽ bấm phím Y đó, và mình sẽ chọn vị trí là để mình copy, mình paste đó. Ok, các bạn như các bạn đã thấy mình đã copy paste rất là nhanh chóng những cái dòng này. Ngoài ra cái chế độ VIM mode này thì còn có một cái chế độ nữa thì là nó cũng khá là nâng cao, có thể là bạn sẽ research, nhưng mà mình research thì mình cũng giới thiệu thêm thôi. Thì là Ctrl V là sẽ bật vào một cái chế độ là Visual Block này, thì mình sẽ copy mình sẽ dùng cái phím G này, $này, Ctrl V này, G này, và khi đó mình phải nhấn phím Shift Y đó. Khi đó mà mình sẽ là viết một đoạn ở đầu dòng này chẳng hạn, là console log. Ok, thì mình bấm phím ESC đó, các bạn có thấy là tất cả các dòng mà mình đã trỏ bằng phím G lúc nãy là nó đã được thêm cái đoạn console log này. Ok, vậy đây là tất cả những cái gì mà mình đã giới thiệu trong cái buổi ngày hôm nay. Thì rất là mong các bạn ủng hộ kênh và subscribe kênh, và đón chờ những cái video tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu những cái kỹ thuật thú vị hơn. Rất cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.